nấu canh bầu mà trong chùa bây giờ heo mua bầu đó. rồi em bầu có bị trước việc đúng không? Đúng rồi, Rồi nó có cái gà heo nữa không? giờ heo nó rim chấm mắm. Alo, mai cái nó ăn không ạ? Alo, giặt não gì? Alo, năm năm. Em tưởng ba lúc mà đang ở chung với nhau. Nói mình đang nấu đơn giản thôi, đừng nấu cầu kỳ quá chị. Chỗ cho nó quá này thật là bày ra cái đống món gì làm chi, lại la la đi chợ đồ làm đồ hết đi rồi nó xíu nữa. Cái này mình cũng vậy là không có khách đấy.
Cô mà chấm avocado vô là chị bị chảy máu phải lại đó nha. Thank you.